Mình còn cây này bạn nha. Cây này thì quá đẹp luôn. Hai đầu bọc đồng. Quay kỹ cẩn thận cho bạn xem này. Cây này mới được 7 năm. Đây có một vết xước, cái này như bé hơn dây tóc. Đây này, đây cũng một vết nữa này, nhưng không ảnh hưởng gì đâu nha bạn nha. Đấy, của mình như nào mình nói thế. Đây này, vết đây này. Nói chung để ý kỹ mới thấy, mình nhìn sơ qua thì không thấy đâu. Cánh này mình kéo, một tay chỉ kéo được một nửa thôi. Cái này phải đạp hai chân. Đây, bạn nhìn cái rãnh tên này. Cò sừng trâu nhá. Rồi, để mình chụp lại cho bạn xem nhé. Đấy, quay cho xem kỹ từng tí, cả trên lẫn dưới luôn này. Đây, dưới cái bầu nỏ đây. Vết này nhìn qua video thì nó rõ vậy thôi chứ ngoài nó mờ nhá. Tại vì mình dọi đèn nó nhìn nó rõ vậy đấy. Đấy, giờ để mình chụp lại xem.